Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Sự nghiệp của Mason Greenwood tại Anh đã lụi tàn, đây có lẽ là suy nghĩ của rất nhiều người hâm mộ bóng đá với vết nhơ mà Greenwood đã gây ra. Nhưng bóng đá là cái nghiệp của Greenwood và anh đã cố gắng để cho mình một lối thoát với hy vọng cứu vãn được sự nghiệp. Cầu thủ 23 tuổi rời khỏi thành phố Manchester ồn ào, rời khỏi vương quốc Anh, nơi bản thân đã gây nên tội lỗi để bắt đầu làm lại trên đất Tây Ban Nha ở một đội bóng tầm trung là Getafe. Greenwood nuôi những hy vọng, còn Getafe cũng chơi một canh bạc tất tay và thành quả đến lúc này là trên cả tuyệt vời. Sau 15 lần ra sân cho Getafe trên một đấu trường mùa này, Greenwood ghi được 5 bàn và sở hữu 4 đường kiến tạo. Trong trận chiến cuối cùng của Getafe trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, cuộc đấu chứng kiến sự quả cảm của đoàn quân Bordalas khi cầm hòa Atletico Madrid. Ngày hôm đó, dưới ánh đèn của sân Metropolitano, ngôi sao bên phía đội chủ nhà Antoine Griezmann đã phải tuyên bố Greenwood là một cầu thủ không thể ngăn cản sau khi chứng kiến thứ bóng đá chất lượng cao của cầu thủ người Anh. Thậm chí, tờ Marca còn đặt cho Greenwood biệt danh mới ở Getafe là Starboy, ngôi sao. Tiếc cho Greenwood, đây có lẽ là suy nghĩ của rất nhiều người, bởi anh là kèo trái dị của bóng đá thế giới, cùng năng lượng rất lớn trong cái trời. Nhưng ai yêu Greenwood cũng có thể tự hào và tận hưởng những điều tuyệt vời là từ quá khứ đến thực tại của cầu thủ 23 tuổi đã là một giấc mơ và là một câu chuyện truyền cảm hứng với tinh thần không bỏ cuộc. Giới mộ điệu biết, Greenwood đang mơ gì? Anh hướng về màu đỏ thành phố Manchester, nơi anh được yêu mến và được hoạch định là tương lai của đội bóng này. Nhưng không cẩn thận, giấc mơ trở về sân nhà Old Trafford hoàn toàn có thể khiến cho Greenwood mất phương hướng. Điều quan trọng nhất vào lúc này là cầu thủ người Anh phải có một cái nhìn bao quát, quan sát mình, quan sát Man United và đưa ra một quyết định sáng suốt cho bản thân. Greenwood là một cầu thủ khác biệt, cậu ấy là một tài năng lớn. Marca đã dẫn lời huấn luyện viên Bordalas. Nhưng trong môn thể thao này, tài năng thôi là chưa đủ, đã không phải là điều quan trọng nhất. Cậu ấy cần bỏ ra nhiều công sức trên sân tập hơn, chỉ dựa vào tài năng. Chỉ như vậy, Greenwood mới có thể chơi bóng đúng 100% năng lực. Thuyền trưởng của Getafe có lý do để cảnh báo Greenwood giữ đôi chân trên mặt đất. Còn nhớ từng có thời điểm Greenwood đang chơi cực bay, nhưng sau sự cố cùng với Phil Foden dẫn gái lạ vào khách sạn trong thời điểm đại dịch, ta thấy được cầu thủ người Anh xuống dốc một cách không phanh. Cũng phải nói thêm rằng, áp lực khi thi đấu tại La Liga, khi chơi cho Getafe rất khác khi Greenwood khoác lên mình màu áo đỏ tại ngoại hạng Anh. Nếu không cẩn thận, Greenwood hoàn toàn có thể bị chững lại thêm một lần nữa. Ở thời điểm hiện tại, việc chơi bóng cho một câu lạc bộ tầm trung như Getafe nhưng vẫn có cơ hội ra sân thường xuyên đã là một điều tuyệt vời với Greenwood. Thứ anh cần là sự bình yên để chơi bóng rồi mới tính đến những điều lớn lao. Bằng không, anh sẽ bị nuốt chửng bởi cái bẫy trò chơi tâm lý. Video được tài trợ bởi FB88.